Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Kinh phí đầu tư live show Đàm Vĩnh Hưng cán mốc 12 tỷ. Đạo diễn Trần Vĩ Mỹ cho biết số tiền đầu tư cho live show Diamond của ông Hoàng Nhạc Việt đã vượt xa 9 tỷ như dự kiến và cán mốc 12 tỷ do nhiều khoản chi phí phát sinh. Chiều ngày 13 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng và ekip tổ chức live show Diamond có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. Ông Hoàng Nhạc Việt thẳng thắn trả lời mọi thắc mắc của phóng viên từ kinh phí đầu tư, lý do chọn lựa khách mời đến bình luận ăn nổ vì sự hiện diện của những chiếc vé hơn 20 triệu. Mr. Đàm tìm gặp nhà thiết kế của Lady Gaga. Cách đây 2 tuần khi Đàm Vĩnh Hưng và ekip thực hiện tiết lộ tổng số tiền đầu tư cho live show Diamond lên tới 9 tỷ, không ít người hoài nghi và nhận xét nam ca sĩ lãng phí. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của ban tổ chức live show kỷ niệm 20 năm ca hát của ông Hoàng Nhạc Việt đã cán mốc 12 tỷ. Đạo diễn Trần Vĩ Mỹ cho biết nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài dự định mà anh không lường trước được. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng muốn thực hiện một live show đỉnh cao cho Đàm Vĩnh Hưng, vượt các đỉnh cao mà giọng ca sinh năm 1971 đã đạt được trước đây. Chia sẻ với báo giới, Mr. Đàm thẳng thắn, riêng số chi phí cho trang phục của các nghệ sĩ múa đã hơn 3 tỷ. Trang phục của tôi thì không tính vì tôi tự lo trang phục cho mình, nhưng chắc chắn đó sẽ là những bộ cắn lộng lẫy và diêm dúa hơn các vũ công. Đại diện ekip cũng chia sẻ Đàm Vĩnh Hưng luôn ưu tiên sản phẩm của các nhà thiết kế Việt Nam. Nhưng riêng đêm nhạc lần này, nam ca sĩ không ngại đi xe mấy tiếng ở Mỹ tìm gặp nhà thiết kế của Lady Gaga với mong muốn sở hữu bộ trang phục ưng ý cho live show Diamond. Giọng ca sinh năm 1971 tự nhận mình là người cầu toàn và kỹ tính. Do vậy, trong đêm diễn, các trang phục sẽ không lặp lại. Chiếc giày sử dụng trong tiết mục này sẽ không xuất hiện trong tiết mục sau. Ngay cả hoa tai của vũ công cũng sẽ không lặp lại. Mỗi phần trình diễn là một sự mới mẻ, Mr. Đàm khẳng định. Tôi đầu tư lớn, tôi có quyền đòi hỏi. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ 20 năm là một con số đủ để tự hào. Mỗi thời điểm có cái hay, cái đẹp khác nhau. Nhưng nam ca sĩ cam đoan cái sau sẽ luôn chỉnh chu và hoàn thiện hơn cái trước. Mr. Đàm cũng đã đặt một tượng sếp đúng kích cỡ người thật của anh để đặt trước cửa nhà hát Hòa Bình và trung tâm hội nghị quốc gia như một hành động chơi trội. Trước câu hỏi, với số tiền đầu tư và những chiêu trò như vậy, Đàm Vĩnh Hưng muốn khán giả nghe hát hay xem biểu diễn? Mr. Đàm trả lời, tôi muốn khán giả được nghe và nhìn. Do vậy, tiết mục biểu diễn phải sống động để thỏa mãn khán giả. Tôi sẽ làm cho khán giả đã mắt, đã tai và có thể khán giả sẽ không chịu về dù chương trình đã kết thúc. Hơn nữa, chính phần kết cũng rất đặc biệt, mọi người sẽ không hiểu vì sao đêm nhạc kết thúc như vậy. Giọng ca ăn còn nợ em bật mí. Đạo diễn Trần Chí Mỹ và Đàm Vĩnh Hưng cam kết đêm nhạc sẽ không có hát nhép dù chủ nhân phải tham gia nhiều tiết mục vũ đạo. Ông Hoàng Nhạc Việt cũng sẵn sàng cho khán giả kiểm tra việc hát live với điều kiện. Sau khi có câu trả lời, người đó phải tôn vinh Đàm Vĩnh Hưng bằng cách tạc tượng. Trả lời về giá vé tương đối cao so với mặt bằng chung, trong đó có vé siêu VIP lên tới 20 triệu. Nam ca sĩ thẳng thắn, tôi đầu tư lớn, tôi có quyền đòi hỏi. Đó cũng là cách để tôi đo tình cảm mà khán giả và người hâm mộ dành cho mình.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.